Rồi một hôm bước chân ra phố, vẫn những góc phố thân quen, nhưng bỗng thấy lạ lạ bởi một sắc trắng xanh thơm mát nhẹ nhẹ. Cùng với những vạt nắng tháng tư, hoa loa kèn xòe cánh dâng hương trong tiết trời Hà Nội ngày đầu hạ. Nhịp sống của người Hà Nội những ngày tháng tư có thêm hương sắc của loài hoa này. Đấy, ui đẹp chưa? Ừ. Quá, đẹp thế nhỉ? Luôn. Chị chụp nhá, chụp cho chị nào. Ok. Nghiêng nào. Đi qua cái cổng của cái cổng hoa loa kèn này thì mình cảm giác như là đây là nhìn lại kiểu như một Hà Nội của mình. Đúng, Hà Nội của mình bỏ lại hết tất cả những cái ồn ào náo nhiệt ra. Và đây chính là cái không gian của mình. Mình người rất yêu hoa loa kèn. Và phải thú thật là ở năm nào tháng tư mình cũng đến đây. Tươi lên nào, tươi, cười, rồi. Mỗi một năm đến đây thì mình thấy là cái không gian nó lại được đổi mới, nó khác, riêng biệt, không có năm nào giống năm nào cả. Quá tuyệt vời nhỉ, đẹp quá. Đây này. Ôi, ở trong kia có cái tháp cô dâu đẹp vụ quá. Vụ hoa loa kèn okay, hoa để mình ra đấy đi. Ra đi. Tháng. Loa kèn vào vụ là nở rộ, tỏa hương thơm mát. Hoa loa kèn không mang màu sắc nổi bật, nhưng màu trắng đặc trưng của nó đã tạo nên vẻ đẹp riêng cho loài hoa tháng tư của Hà Nội. Ôi anh Việt nhà chị Dung kia. Vào đây chụp cho em nhé nghe. Chụp cho bốn chị em bọn em. Những bông hoa trắng thuôn dài như những chiếc loa kèn được tô điểm bởi sắc vàng của nhụy càng tôn thêm vẻ đẹp kiêu sa của loài hoa này. Đưa tay nè. Hôm nay được bạn giới thiệu nên mình đến đây vừa được uống cà phê này, đặc biệt là cái không gian của mình thì quá tuyệt vời. Có rất là nhiều thứ để cảm thấy là thư giãn được thoải mái. Đặc biệt là có hoa loa kèn này, rồi ven hồ này, mọi thứ rất là sảng khoái. Ôi ở đây quá đẹp nhỉ. Năm nào Thu cũng đến đây à? Em từ năm có cái nón đây này, đây này vẫn còn đây này. Thấy không? Cái năm đấy tranh kỷ lục đây này. Năm đấy gọi bọn chị đến đấy. Gọi nhưng mà chị lại không đến này, được. Chị vẫn nhìn này, đẹp không? Đẹp tuyệt. Đấy. Cái năm đấy trang trí đẹp nhỉ? Đẹp lắm luôn. Cái năm nào đây nó cũng trang trí à? Vâng, mà cái đề co ở đây ấy đẹp vô cùng luôn ấy, không giống bất cứ ở đâu. Đúng rồi. Mà không gian đúng là tuyệt vời nhỉ. Cuối tuần đây là có ca nhạc rồi đúng không? Vâng, cuối tuần có ca nhạc mình. Ôi chị Diệp. Ôi. Xin chào Bình An. Chào chị. Khu vực bán đảo Hoàng Cầu từ mấy năm trở lại đây là nơi duy nhất của Hà Nội được tô điểm bởi hàng chục nghìn bông hoa loa kèn miễn phí cho người dân đến tham quan thưởng lãm. Nhịp sống của người Hà Nội vào những ngày tháng tư bỗng trở nên sôi động hơn, đẹp hơn bởi sắc trắng, mùi hương của loài hoa này. Cứ mỗi một mùa Hoài Bách hợp đến thì bọn tớ lại đến đây chụp ảnh để chúc mừng sinh nhật cho bạn tớ. Để bạn tớ sinh nhật là 30 tháng 4 để làm cho bạn một bộ ảnh để làm kỷ niệm. Cái đề co rất kiểu sáng tạo để mỗi lần kiểu người Hà Nội đến đây để biết được cái hoa loa kèn hay bách hợp nó với vẻ đẹp của nó lung linh như thế nào. Hai người chỗ em cắm chọn bông 1 đi, ở chỗ chị chọn bông 2 chị cắm cho đây. Đây để em chọn bông đẹp nhất để cắm cho nó xinh luôn. Ok. Loài hoa bách hợp thường khoe sắc trong vòng một tuần, sau đó lại nhường chỗ cho lượt hoa mới. Sự tiếp nối mùa hoa được các bạn nhân viên chăm chỉ làm việc theo định kỳ. Ôi ôi chị ơi, chỗ này bị đổ này, hôm qua gió bị đổ, quật đây rồi này. Từ đêm hôm qua cho đến tận bây giờ, thường là cắm hơn 10 tiếng một lần. Hoa này thì chị Hạnh là chủ của hệ thống nhà hàng ngon thì chị đưa ra ý tưởng và bên mình sẽ hiện thực hóa lại cái ý tưởng của chị Hạnh. Bởi vì chị là người rất là yêu hoa và yêu cái đẹp. Đỡ cùng em thì Nhím ơi. Tôi đặt hai viên trùng nhau kiểu gì đây? Cứ đặt lên là được mà. Trùng lắm thì. Trùng lắm thì bỏ ra ấy lại.
Ôi chị Nhím ơi, chị thấy như này được chưa? Đâu, trên nào? Đang hó cho em với. Đâu? Đây. Thôi em cắm bông một vào đây đi, này. Để mà có được hoa mà tươi lâu như thế này thì là bên mình chăm sóc cũng rất là kỳ công. Ví dụ như là nhụy vàng là bên mình cũng phải ngắt thường xuyên này, rồi tưới thường xuyên và tưới cái nước dưỡng hoa để cho hoa nó tươi lâu. Con đường hoa loa kèn này thì bên mình đã sử dụng được hơn 5.000 bông hoa loa kèn và cắm trên các cái chất liệu khác nhau để tạo nên một cái vườn hoa loa kèn rất là đẹp. Từ những khu vực công cộng đến quán cà phê, nhà hàng, người Hà Nội và du khách giờ đây có nhiều cơ hội để thưởng thức đa dạng hơn không gian hoa loa kèn trong phố. Em nhớ có một bài hát về hoa thì tháng tư hoa kèn nở rộ, nên là đúng tháng tư này em đưa mẹ em tới. Hôm nay mẹ em có chuẩn bị một bộ áo màu hồng để đến đây để chụp với cả dàn hoa loa kèn ở đây, rất là Hà Nội. Cuộc sống vốn hối hả, bởi thế những khoảng thời gian con người dành cho nhau bên hoa càng trở nên ý nghĩa hơn. Rất thích mùi hoa loa kèn và một làn hoa này tớ đến cái là tớ đã nhìn tớ đã thích rồi. Mới đi một làn đường để vào ấy, rất chi là sang trọng và rất là đẹp. Hôm nay có một người bạn ở Sài Gòn ra, người ta đi công tác, cho nên là mình cũng muốn đưa người ta đến một cái nơi nào đấy mà nó có tràn ngập hoa loa kèn, vừa ăn vừa được thưởng thức cái mùa hoa của Hà Nội, cho nên là mình đã chọn địa điểm này. Và thực ra là mình cũng qua đây ăn nhiều lần rồi, nhưng mà hình như là năm nay là năm duy nhất mà các bạn để trang trí hoa loa kèn, để đúng là Hà Nội mà mùa này thì hoa loa kèn là một mùa đẹp nhất của cái tháng tư này. Vụ hoa loa kèn không dài, bởi thế người Hà Nội càng trân quý mà tận dụng tối đa những khoảnh khắc được thưởng lãm loài hoa tháng tư này. Ngày nào tôi đi chợ qua, tôi cũng mê và cứ thay những cái bình hoa loa kèn liên tục ấy. Cứ độ một tuần thì sẽ lại thay. Mùa hoa loa kèn nó chỉ hơn một tháng thôi, thì mình chỉ cắm được 4 lần là đã hết mùa rồi. Nhưng mà lúc nào trong nhà cũng có bình hoa loa kèn, rồi cái hương thơm nó rất là nhẹ. Anh chụp hoa. Thầy có thơm bằng loa kèn không ạ? Anh gửi xem có thơm bằng loa kèn. Anh chụp với chị một chụp kiểu. Nhé. Đây chụp hai chị em. Thật ra đến bắt đầu mùa nắng rồi, những cái tia nắng đầu tiên rồi, cái bông hoa loa kèn nó mang lại cho người ta một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Mà tôi rất là mong đợi cái mùa hoa loa kèn. Được chưa Hương, nhìn được chưa? Được rồi chị. Thì là cái hoa kèn nó cũng gợi lại những cái nét đẹp của người Hà Nội, nó ẩn sâu, nó rất là nhẹ, nó không bị rực rỡ quá. Thế và cũng có rất là nhiều thưởng thức hoa kèn, rất nhiều cách cắm. Có thể là mình cắm hoa kèn ở những cái bình to lớn ở trong nhà, hoặc là mình có thể cắm hoa kèn kết hợp với những cái hoa màu sắc nó hài hòa. Cái đẹp của người Hà Nội nó không hay phô trương, nó rất là thầm kín. Và cái độ dịu của cái mùi hương ấy, nó cũng rất là hợp với những người Hà Nội. Nhất là những cái người Hà Nội hơi cổ một chút, như chúng tôi thì đã nhiều tuổi rồi, đã đến tuổi nghỉ hưu rồi. Nhưng mà khi mà bên cạnh hoa loa kèn vẫn thấy mình trẻ lại. Tôi đang chụp đấy nhá. Và tôi
tôi rất là thích cắm những cái bình hoa mà theo phong cách Ikebana bằng hoa loa kèn, bởi vì nó sẽ làm thay đổi cái suy nghĩ cũ là chỉ có những cái bình hoa loa kèn cổ cắm nhiều bông và tỏa ra rộng ra, thì còn Ike thì những cái bông hoa trắng kết hợp với lá hồ xanh hoặc là những cái bông hồ tím cũng rất là đẹp, nó vẫn toát được cái vẻ trong trắng ấy. Cái sự thầm kín của hoa loa kèn nó hợp với Ikebana lắm. Xin chào anh chị, xin chào hạ. Ôi da, ông là trẻ. Đây, ông hàng xóm của tôi đây. Ăn với lệ hạt long nhãn, long hạt sen. Xin chị. Vâng, cảm ơn. Ở trong kia thích lắm. Mà chúng tôi nghĩ chị Lợi như là một cái nghệ nhân cắm hoa mùa nào thức đấy. Hoa loa kèn của tháng tư ấy, nó là nét đặc trưng của người Hà Nội. Nó rất thanh khiết, nó thanh cao. Mà đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là người Hà Nội bây giờ vẫn giữ được cái đó. Thật là quý giá. Như một nhịp điệu tháng tư, đến hẹn lại lên, những người yêu hoa lại có dịp được ngắm, được lưu lại những tấm hình đẹp cùng loài hoa mang đầy đủ những đặc trưng nhất cho đất và người Hà Nội. Hoa loa kèn tháng tư thì nó làm cho mình cái cảm giác rất là tuyệt vời, rất là an yên. Nhớ đến mùa hoa loa kèn cũng như là nhớ đến ngày sinh nhật của con gái. Màu trắng tinh khôi của hoa loa kèn rất là tuyệt vời. Hoa loa kèn tháng tư chính là nàng thơ của Hà Nội.